Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Lời Tây. Hôm nay mình lại muốn giới thiệu với các bạn một mẫu nhà ống, nhà 3 tầng ở khu vực nông thôn. Nhưng mà cái nhà này là nhà mặt phố, xây theo phong cách nhà mặt phố. Về tổng diện tích của ngôi nhà thì trước hết là đất của bạn là 30 mét chiều sâu, nhưng mà bạn ấy xây nhà là dài 22 mét từ trước đến sau cuối nhà và phủ bì là 5 mét rưỡi. Đó, đây là toàn bộ cái khuôn viên phía trước thì bạn ấy làm những cái đường nét rất là thẳng phẳng hiện đại. Giờ mời các bạn đi vào trong nhé để chúng ta tham quan. Khu vực đầu tiên là khu vực để xe. Thì ở đây bạn ấy đã chủ liệu để xe ô tô và thiết kế cửa cuốn ở bên ngoài. Khu này bạn cũng trần rất là cẩn thận này. Cái khoảng này thì có chiều dài là 6 mét rưỡi, thoải mái để các bạn để ô tô, xe máy. Và tiếp đến là không gian phòng khách. Thì khu vực này thì bạn ấy dự kiến là sẽ lắp cửa kính thủy lực. Và đây là phía trong phòng khách. Phòng này 5 x 4. Phòng khách này chỉ được 20 mét vuông các bạn nhé. Đó. Đây là khoang cầu thang. Khoang này bạn để 3 mét. Khoang cầu thang 3 mét. Mặt cầu thang thì được ốp bằng gỗ nghiến, gỗ lim Lam Phi. 2 triệu 2 1 mét vuông. Kết hợp phòng vệ sinh nhưng mà chưa lắp thiết bị. Đây là khu vực bếp và phòng ăn. Khu này của bạn đã được 75 35 7 x 5 35 35 mét 35 mét vuông. Có trần rất là đẹp. Phía sau của bạn ấy còn khoảng chục mét nữa. Cái nhà ống thì ít được cái đất là rộng như thế này. Cũng rất may là bạn ấy có cái khoảng đất rộng. Nhưng mà phía sau rất thoáng đẹp. Giờ mời các bạn đi lên tầng trên nhé. Xem là bạn ấy làm được mấy phòng ngủ. Cầu thang ốp gỗ rất đẹp các bạn nhé, mặt cầu thang. Đó, đây là cái khoảng view xuống bếp của bạn này. Đây là một cái phòng ngủ master. Phòng này của bạn ấy được khoảng 18 mét vuông. Phía sau là một phòng ngủ rộng nữa. Phòng này được khoảng 20 mét vuông các bạn nhé. Hơn 20 mét vuông đấy. Đi ra phía trước này xem là bạn ấy làm được mấy phòng ngủ nữa.
Phòng ngủ số 3. Phòng này của bạn nó cũng được khoảng 18 mét vuông các bạn nhé. Hai cửa hai bên, rồi giường là bạn ấy sẽ kê vào chính giữa kia. Rồi đi tiếp sang phía trước công trình. Đây là bạn đã làm một cái phòng vệ sinh và có khoan tắm riêng. Tiếp đến là một cái phòng ngủ phía trước thì được bạn làm phòng vệ sinh khép kín. Tổng cả vệ sinh thì phòng này chắc được khoảng 30 mét. Rất là rộng. Và cái nối thiết kế cửa của bạn này rất hay nhé. Bạn đưa cửa về các góc kia này. Đấy. Và đầu giường của bạn chắc chắn là sẽ vào cái vị trí kia và hai cửa hai bên. Đấy là cái cách thiết kế cửa mới, theo cái hướng mới. Đây là ban công phía trước. Ban công kính nhưng mà bạn cũng chưa hoàn thiện xong. Còn đang thiếu cái khung bảo vệ nữa. Và các bạn nhìn lại tổng quan từ phía trước về phía sau của ngôi nhà này. Đó. Giờ chúng ta đi lên tầng 3 nhé. Bạn ốp gỗ từ dưới lên trên luôn. Nhà này của bạn ấy, tổng diện tích một sàn là 120 m² một sàn và ba sàn là 360 m². Và tổng chi phí là hết 1,3 tỷ các bạn nhé, chưa tính nội thất. Đó, đây là một cái phòng ngủ nữa. Và tất cả phòng ngủ thì bạn đều thiết kế cửa về các góc để kê giường vào chính giữa chứ không kê giường vào góc nữa. Đó. Đây là phía sân sau. Cái khoảng này thì bạn làm khu sân phơi, máy giặt, téc nước bạn để đây. Đó. Khu này có một cái khoảng view ra phía sau nhìn về trong làng, nhìn qua cánh đồng, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Nhà phố, nhưng mà đằng trước là phố, nhưng đằng sau lại là quê. Giờ mời các bạn đi ra phía trước nhé. Phía trước của tầng 3. Đây là một cái phòng trên cùng của tầng 3 thì bạn ấy bố trí là phòng thờ gia tiên. Đó. Phòng này cũng được khoảng 18 mét vuông và có một cửa ra phía trước. Và đây là cửa lách đi ra phía trước. Khu này sẽ là khu sân phơi của bạn ấy. Sân chơi, cây cảnh. Đó. Mùa hè mà ngồi trên này, công viên ghế đá rồi cỏ cây hoa lá trên này quá đẹp luôn. Cái khoảng view của bạn về phía trước rất là đẹp. Và cái ban công kính của bạn cũng là chưa hoàn thiện, thiếu những cái thanh bảo vệ chưa lắp các bạn nhé. Đó. Khoảng view phía trước này. Bạn thấy đẹp không? Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh.
để theo dõi những video mới nhất của mình.